trở lại với chuỗi những video của những các bạn tự học môn tiếng Anh tại nhà đối với chương trình tiếng Anh lớp 5, chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong buổi học ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau học bài học mới, đó là bài học số 9 nhé. Chúng ta đã gần đi hết chặng đường của chương trình tiếng 1 rồi đấy các bạn ạ. Thế nên là chúng mình sẽ cùng nhau chăm chỉ và cố gắng thật nhiều hơn nữa nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay bây giờ nào. Unit 9. What did you see at the zoo? Chúng ta thử xem đứng trong bài học số 9 này có điều gì đang chờ đợi mình nhé. Trước tiên thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một phần từ vựng nhé, vocabulary. Tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Zoo, elephant, monkey, tiger, lion, panda, crocodile, snake, peacock, bear, gorilla, trunk, spray, circus, loud, roar, parrot, fast, slow, quiet, noisy. Hôm nay cụ từ vựng cũng khá là ít đúng không nào? Và bây giờ cô và bạn chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhắc lại và chúng ta sẽ giải nghĩa của các từ vựng này nhé. Noisy ở đây là ồn ào, ầm ĩ. Quiet, yên lặng hoặc là yên tĩnh. Slow, chậm. Fast, nhanh. Parrot, con vẹt. Roar, gầm lên, gầm. Loud, nói to, hét to. Circus, dạp xiếc. Spray, spray ở đây là động từ dùng để chỉ chúng ta bắn ra một loại chất lỏng nào đó. Trunk, cái vòi. Gorilla, con khỉ đột. Bear, con gấu. Peacock, con công. Snake, con rắn. Crocodile, con cá sấu. Panda, panda, con bò trúc. Lion, con sư tử. Tiger, con hổ. Monkey, con khỉ. Elephant, con voi. Zoo, sở thú, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa nha. Zoo, elephant, monkey, tiger, lion, panda, crocodile, snake, peacock, bear, gorilla, trunk, spray, circus, loud, roar, parrot, fast, slow, quiet, noisy. Rồi, vừa rồi cô đã cùng với các bạn tìm hiểu toàn bộ từ vựng của bài số 9 rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo, đó là phần cấu trúc structures. Vậy thì thử xem trong bài số 9 này chúng ta cần phải ghi nhớ những cấu trúc nào nhé. Rồi, trước tiên thì chúng ta phải ghi nhớ cấu trúc hỏi và trả lời xem ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là what did cộng với chủ ngữ cộng với see at the zoo. Câu trả lời ở đây sẽ là I saw. Bởi vì nó đã xảy ra rồi đúng không các bạn? Thế nên là chúng ta phải để nó ở thì quá khứ nhá. Và quá khứ thì động từ được thêm ed hoặc là lấy ở cột thứ hai của trong cuốn 360 động từ bất quy tắc đúng không nào? Thì ở đây thì saw là quá khứ của từ see, alright. Các bạn sẽ nhìn dùng ví dụ nào. What did you see at the zoo? Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú? I saw crocodiles and monkeys. Mình đã thấy những con cá sấu và những con khỉ. What did Hoa see at the zoo? Hoa đã nhìn thấy gì ở sở thú? She saw tigers and peacocks. Cô ấy đã nhìn thấy những con hổ và những con công, đúng không nào? Cấu trúc thứ hai mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở đây đó là hỏi và trả lời xem con vật nào đó đã làm gì, hành động của chúng như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là what did cộng với the cộng với chủ ngữ cộng với do và tân ngữ và kết thúc bằng dấu ở chấm. Câu trả lời chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với động từ thêm đôi ed hoặc là động từ chia ở cột phân từ 2 ở cột 2 trong cuốn 360 động từ bất quy tắc như thế nào. Và ví dụ các bạn sẽ nhìn này, what did the lions do when you were there? Những con sư tử đã làm gì khi bạn ở đó? They roared loudly.
Chúng đã gầm lên rất là to. What did the pandas do when Nam was at the zoo? Những con gấu trúc đã làm gì khi mà Nam ở sở thú? They ate slowly. Chúng đã ăn một cách rất là chậm rãi. Được chưa nào? Vậy thì trong bài học số 9 này, các bạn sẽ phải ghi nhớ cho cô các từ vựng. Thực ra thì từ vựng chúng mình đã biết hết rồi, đúng không? Đã được làm quen với ở chương trình lớp 4 rồi. Thì chúng ta sẽ phải ghi nhớ sâu hơn về phần cấu trúc thôi, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có hai cấu trúc cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, cách hỏi và trả lời xem ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thú. Thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là What did cộng với chủ ngữ cộng với see at the zoo. Câu trả lời sẽ là chủ ngữ cộng với saw và cộng với những cái con vật hoặc là đồ vật mà chúng ta nhìn thấy. Tiếp theo chúng ta phải ghi nhớ cấu trúc hỏi và trả lời xem con vật nào là đã làm gì. Thì chúng ta sử dụng cấu trúc là what did cộng với the, what did the cộng với chủ ngữ cộng với do cộng với tân ngữ và kết thúc bằng dấu hỏi chấm. Câu trả lời của chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với động từ thân ngữ ed hoặc là động từ ở cột thứ hai trong cuốn 360 động từ bằng quy tắc. Các bạn sẽ ghi lại các công thức cấu trúc này thật là kỹ để chúng ta sẽ lấy cơ sở đó làm bài tập các bạn nhé. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye.